hoành hành Việt Nam ta lại lâu thành phong chữ. Covid mày cứ lừ lừ miền Trung Đà Nẵng là từ đây ra. Bao nhiêu thiệt hại muôn nhà là do Covid trời đã hết năm. Hôm nay đàn hát ba lời, hôm nay đàn hát ba lời, bà con nghe lấy để đời truyền. Tháng riêng bùng dịch khởi đầu, tháng hai trong dịch đâu đâu cũng là. Tháng ba cầm ngõ cầm nhà, làm ăn gì nữa chơi đã hết. Tháng tư tạm ổn trong ngoài, tháng năm mọi thứ đi lo làm dâu. Tháng năm heo úa hoa màu, bệnh hầu dịch nhiên nhung có một bài sinh. Tháng sau kia lại lỗi lối đình, Covid lo lại tình linh bước ngang. Giời ơi muôn nước muôn nhà thì lo ôn sao lại lo dịch lộ như là. Tháng bảy hoa mã cũng là, tháng tám mày chắc thương đã chưa xong. Tháng chín cho thu ông mặt vàng, tháng mười đổ lấy muốn đang đồng còn ai. Tháng lưỡi ra lò trong ngoài, tam môn nhà nhà bình yên. Nhưng mà hai tháng cuối năm chắc rằng đầu xuân sẽ lại vừa cầm má vừa thu. Trong thì chống dịch lúa bù, ngoài thì tu mua mất tỏi biển trời. Việt Nam trong ngoài.